Hello anh chị, Eman xin gửi lời chào của Eman đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Hôm nay thì showroom nhà Eman rất là nhiều xe để phục vụ anh chị rồi. Đấy, và hôm nay thì Eman mới về một chiếc hạng B số tự động chỉ có 378 triệu thôi. Đấy, số tự động hạng B và vẫn có thể hỗ trợ góp ngân hàng cho anh chị được. Trước mai chị là một em Kia Soluto anh chị nhá. Chiếc này thì mới về Eman để tạm ở đây để lát nữa thì cho anh em bỏ ra để rửa dọn thôi. Đấy, chiếc này của Eman là 378 này. Số động mà em này là bản Deluxe anh chị nhá. Có một bản Brand nó cao cấp hơn. Có giải led định vị ban ngày này, có đèn pha halogen. Chiếc này của Eman đang đi 44.000, dàn lốp thì Eman thấy là vẫn còn theo xe chị chưa. Để Eman quay nhanh cho chị thôi. Anh chị nào mình quan tâm lên Eman. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024. Các tay cửa đều là mạ chrome. Sinh nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu này. Đấy, Kia Soluto chị ạ, một chiếc xe hạng B. Động cơ 1.4. Đấy. Dòng này thì giá rất là mềm. Đấy, tầm 378 triệu thì anh chị bỏ ra cho Eman đâu đó khoảng hơn 100 triệu là chị đã góp một chiếc này rồi, cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Bốn mắt cảm biến sau. Đây một chiếc xe giá vừa túi để chị tiếp cận nó dễ dàng đúng không ạ? 378 anh chị ạ. Xe thì đẹp nguyên bản. Đấy, đây những cái táp bì cửa này sạch đẹp luôn, được chưa? Keo chỉ không mất phần nào. Đấy, rất là đẹp luôn đấy anh chị ạ. Kia Soluto. Bản này sẽ là ghế hai màu này, ghế hai màu. Đấy, có màn hình Android ZTEC, chủ xe đã lên này, độ khóa đầy đủ thông minh luôn. Và phủ tháp lô đầy đủ hết rồi. Nói chung là mua một chiếc xe đã qua sử dụng mà chủ cũ họ lên đồ chơi đầy đủ rồi, anh chị về chị không phải lên đồ chơi nữa. Đấy, đây cũng rất là tiết kiệm khối tiền đấy anh chị ạ, tiền đồ chơi nhiều tiền lắm. Đấy, keo chỉ zin nhé. Đấy, và trần thì sạch sẽ đây, không mất phần nào. Ok. Đấy, Kia Soluto 2021 phiên bản Deluxe. Số sàn thì có hai bản, là một bản thiếu và bản đủ. Còn số tự động cũng có hai bạn. Đấy. Đây, máy 1.4. Đây là máy mà bên em chưa rửa dọn, chưa làm đẹp gì anh chị nhá. Nó đang là mộc nhất đấy, anh chị có thể thấy đây. Ốc má vè này. Đấy, ốc cabo vẫn là zin nguyên bản này. Đó, được chưa? Đấy. Đây. Ok luôn. Đấy, má vè kia. Máy là Eman bao cho chị nhá. Đấy. 4.4, xe rất là đẹp này. Dàn lốp thì Eman thấy là còn theo xe thì rất là đúng mô đô này chị này. Đấy. Vè mưa phim cách nhiệt có đầy đủ cho anh chị rồi. Đây, ghế da đây, ghế da còn căng ha, chưa bị dạn nứt, đó, chưa bị nhăn nheo quá nhiều. Vô lăng tích hợp là anh chị này, vô lăng là ba chấu bọc da nha anh chị nhá. Đấy, hơn 300 thì thực sự ra nếu mà anh chị đi mua Accent, mua Vios hay là mua City thì không mua được, nhưng mà một chiếc Soluto thì anh chị có thể là tiếp cận hợp lý đúng không anh chị? Rất là vừa tiền. Đó. Đây. Ok luôn. Tất cả là nguyên bản nhé. Chiếc này Eman vừa về luôn. Đấy, anh chị nào mình quan tâm thì mình lên xem xe, bên em sẽ hỗ trợ làm góp cho anh chị. Đây, khoang hành lý đây. Hạng B nên là rõ ràng rất là rộng rãi rồi. Nếu mà đặt bàn cân lên chúng ta đi mua một chiếc hạng A của Hyundai i10 thì rõ ràng tầm giá nó rất là ngang ngửa với Soluto đúng không ạ? Đấy, nên là anh chị muốn rộng rãi thì anh chị lấy Soluto cho Eman, rất là hợp lý về giá. Sơ cua thì lướt rồi anh chị nhá, sơ cua thì hạ rồi. Ở đây thì Eman đang còn một chiếc Soluto số sàn nữa này anh chị này, 21 số sàn này. Em xe này của Eman thì đang giảm giá tốt cho chị nhá, 329 Eman để chị 309 triệu rồi. Chiếc này đang giảm 20 triệu này, nằm hơi lâu lâu một chút. Đấy, số sàn bản đủ 21. Xe này đi hơn 6 vạn cũng đã lên đồ chơi đầy đủ hết rồi. Ok chị, Eman vừa giới thiệu cho chị một chiếc Kia Soluto số tự động trong tầm giá dưới 400 và thêm đó là một chiếc Kia Soluto số sàn tầm giá 300 có hỗ trợ góp nhá. Anh chị nào mình quan tâm thì lên xem xe trực tiếp để thương lượng giá. Cảm ơn chị rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.